Chủ tịch à, cô Phong đã khỏe hơn chưa? Cô đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Vậy anh với cô Phong định cảm ơn cô Chu như thế nào vậy? Cô hỏi chuyện đó để làm gì? Không có ý gì đâu, chỉ là tôi tò mò thôi. Bằng chi phiếu. Vậy lần trước sao anh không cho tôi chi phiếu? Tiếc xàm xàm. Cô không biết thả dây dài để câu cá lớn hay sao? Sao vậy? Há miệng ra. Giờ thì không sao rồi. Cảm ơn bác sĩ. Chủ tịch à, chuyện này cảm ơn anh. Cô không sao rồi thì ra tiễn bác sĩ đi. Hả? Nhanh lên. Mời bác sĩ đi bên này. Được rồi, cảm ơn. Bữa tiệc ngày hôm nay của chúng ta vẫn sôi nổi náo nhiệt và long trọng như bao lần trước. Vậy trong đêm tiệc tràn ngập không khí rộn ràng này, tôi xin giới thiệu người sáng lập tập đoàn Phong Đằng, cũng là chủ tịch của chúng ta. Chủ tịch Phong Đằng. Hôm nay là dạ hội thường niên của Phong Đằng. Tôi vừa nhìn thoáng qua, mọi người hôm nay đều ăn mặc rất đẹp. Chắc hẳn bữa tiệc thịnh soạn của tối hôm nay cũng sẽ không khiến các bạn thất vọng. Dạ tiệc thường niên hàng năm là cơ hội để công ty cảm ơn mọi người đã làm việc vất vả suốt một năm qua. Ông nội tôi từng nói một câu như vậy: chỉ cần có gió thì gió sẽ thổi hy vọng đến bên các bạn. Chỉ cần hy vọng cháy lên trong tim, chúng ta sẽ thành công. Nhưng các bạn đã mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho hai chữ này. Chính tài năng của các bạn, nó giống như gió, đã nâng tầm công ty chúng ta lên. Bây giờ tôi có nói lời cảm ơn đối với mọi người thì cũng không bằng việc tặng mỗi người một phong bì lớn. Đây chính là tâm ý của tôi. Tôi hy vọng sang năm có thể tặng cho mọi người phong bì lớn hơn nữa. Cái nào đây? Thì ra cô ở đây hả? Giám đốc Phong, nãy giờ tôi đi tìm cô khắp nơi đó Sam Sam à. Thiệt đó, hai vợ chồng tôi đã nợ cô quá nhiều rồi, thật sự không biết phải cảm ơn cô thế nào nữa. Không sao mà, giám đốc Phong mà anh đừng có khách sáo, không có gì đâu. Lúc mà Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện thì tôi lại đi công tác. Nếu không phải cô lại ra tay cứu giúp lần nữa, cả nhà chúng tôi chắc sẽ hối hận cả đời quá. Là sao? Không lẽ anh ấy ám chỉ chuyện xảy thai của Phong Nguyệt sao?